Như vậy tiếng còi bắt đầu trận đấu đã được vang lên. Ở trong hiệp 1 thì các thủ FC Vũ Võ Thái Bình họ sẽ trong trang phục áo xanh quần xanh vào vệ khung thành phía bên tay phải với những cầu thủ như sau: thủ thành áo số 1 Bùi Tuấn Hải, số 3 Phạm Viết Hào, số 99 Vũ Hoàng Thái, số 19 Vũ Quang Đạo, số 22 Nguyễn Văn Tiến, số 26 Phạm Ngô Trung và số 91 Vũ Hữu Thắng. Đường lên bóng đầu tiên và đó là bàn thắng đầu tiên của trận đấu bán kết 2 này thuộc về các thủ Quỳnh Côi. Bàn thắng rất bất ngờ đã đến. Bóng mở tỷ số trước đó là các thủ áo vàng Quỳnh Côi. Họ sẽ bảo vệ khung thành phía bên tay trái với thêm một cơ hội nữa dành cho các thủ Quỳnh Côi. Không được. Thêm một đường lên bóng đến từ phía các thủ Vũ Võ. Không thành công. Vẫn là Đình Thành. Cú dứt điểm khá nhanh. Vẫn đang là đường lên bóng đến từ phía các thủ Quỳnh Côi. Tình huống xử lý và tung ra cú dứt điểm khá gọn gàng. Văn Tiến. Ngọc Thái. Vẫn chưa tỏ ra thực sự là sắc sảo. Cú sút khá nguy hiểm đến từ phía Quang Đạo. Ngọc Thái. Ngô Trung. Ngọc Thái, đường chuyền dành cho Quang Đạo. Quang Đạo, bóng lộn xộn, dứt điểm. Anh Toàn, cú dứt điểm từ rất xa. Ít nhất là bàn thắng gỡ hòa. Như vậy kịch bản đã lặp lại ở trong hiệp 1. Thế nhưng nó đã là ngược lại so với đối phương. Nếu như ở trong hiệp 1 các cầu thủ Quỳnh Côi là những người vươn lên dẫn trước từ khá sớm, thì bây giờ các cầu thủ Vũ Võ Thái Bình đã làm được điều tương tự. Trận đấu đã quay trở lại vạch xuất phát ngay ở những giây phút đầu tiên của hiệp thứ 2 này. Chắc chắn sẽ là một lợi thế tâm lý không nhỏ dành cho thủ áo xanh. Trận bán kết có thể nói là với tỷ số vô cùng cách biệt. Trong khi đó thì các cầu thủ Vũ Võ Thái Bình và các thủ Quỳnh Côi họ đang cho tình huống dứt điểm từ rất xa của Đình Thành khá nguy hiểm. Xin chút nữa đã có tình huống Hữu Thắng. Ngọc Thái, cơ hội dành cho Vũ Võ Thái Bình. Ngọc Thái, bóng tìm đến đúng vị trí thủ môn. Vẫn đang là các cầu thủ Quỳnh Côi. Đình Thành có thể dứt điểm. 2-1 rồi, 2-1 dành cho Quỳnh Côi. Tình huống xử lý quá thấp đến từ phía Minh Hiệp. Một tình huống xử lý bình tĩnh để qua người, sau đó tung ra cú dứt điểm bằng chân trái làm tung lưới các cầu thủ Vũ Võ Thái Bình lần thứ hai. Thêm một lần nữa thì các thủ áo vàng là những người vươn lên dẫn trước. Cách biệt thêm một lần nữa với họ. Thêm một cơ hội nữa dành cho Quỳnh Côi. Vẫn còn không được. Và trong một tình huống và một khoảnh khắc quyết định thì các cầu thủ Quỳnh Côi đã tăng tốc và tìm kiếm được bàn thắng. Ngọc Thái, quá người. Cơ hội dành cho Vũ Võ Thái Bình. Vẫn là Ngọc Thái, đường chuyền Ngô Trung, dứt điểm. Không được. Bóng vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của thủ thành bên phía Quỳnh Hải. Đưa lấy bóng của Quỳnh Côi. Không kịp. Đáng tiếc là tình huống đỡ bóng một của Đình Hiển không tốt. Đình Toàn. Tuy nhiên trước đó thì tiếng còi trọng tài đã vang lên. Ngô Trung, dứt điểm. Cú dứt điểm của Quang Đạo. Bóng tìm đến tay của hậu vệ bên phía các thủ Quỳnh Côi. Và chúng ta sẽ cùng xem. Như vậy sẽ có một tình penalty. Penalty dành cho các cầu thủ Vũ Võ Thái Bình và một cơ hội không thể tốt hơn.
Như vậy Quang Đạo sẽ là người thực hiện. Và hai đầu dành cho Vũ Thái Bình ở những phút đầu tiên của hiệp thứ hai và những phút cuối cùng của hiệp thiếu thứ hai này, thì các cầu thủ Vũ Thái Bình đều tìm cho mình được những bàn thắng. Thêm một lần nữa thì trận đấu lại được cân bình. Thì Đình Thành là một trong số những cầu thủ có khả năng sút bóng khá tốt của mình. Như vậy đúng lúc này thì tiếng còi kết thúc thời gian thi đấu chính thức của trận đấu bán kết 2 giữa các thủ Võ Thái Bình và các thủ Huỳnh Côi đã khép lại. Văn Tiến sẽ đối mặt với Giang Thành. Cú sút đầu tiên của Võ Thái Bình. Như vậy là không vào. Bóng đã tìm đến cột dọc bật ra và đến đúng vị trí thủ môn. Người thực hiện là Đình Hiển. Đình Hiển 1-0 dành cho thủ Huỳnh Côi. Vô Trùng. Tỷ số tạm thời là 1-1. Minh Túy cũng có một trận đấu tương đối năng nổ trong trận bán kết này. Minh Túy 2-1. 2-1 dành cho Quỳnh Côi trên chấm penalty ở trong hiệp 2. Và anh sẽ có lần thứ hai hay không? Quang Đạo không vào. Tuy nhiên sẽ có một tình huống đá lại khi mà thủ thành của các thủ Quỳnh Côi đã có vẻ như là di chuyển lên trước khi mà Quang Đạo thực hiện cú sút. Quang Đạo lần này không có bất cứ một sai lầm nào. Cú sút đưa bóng lên góc cao. Đáng Hùng vào rồi và chính thức các thủ Quỳnh Côi là những người sẽ ghi tên mình vào trận đấu chung kết gặp các thủ Xe Nhậu. Họ đã vượt qua các cầu thủ Vũ Thái Bình với tỷ số lần lượt là 3-2. Các thủ Vũ Thái Bình đã không thể từ cõi chết trở về thêm một lần nữa. Và người xứng đáng hơn trong trận đấu này được xướng tên đó là Quỳnh Côi.